Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý đã được khán giả gửi đến trong tuần. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một số clip nổi bật về môi trường đã được khán giả gửi tới chương trình trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì đoạn ngã tư cầu thuộc địa phận của thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội trở thành một bãi tập kết rác lớn khiến cho người dân nơi đây mỗi khi có dịp đi ngang qua đều phải ngán ngẩm, bịt mũi nín thở. Bức xúc trước thực trạng này, khán giả Đinh Văn Luyện có số điện thoại là 0169 3 số cuối 116 đã ghi lại một số hình ảnh và gửi tới phản ánh cùng chương trình. Còn khán giả Văn Nguyễn có số điện thoại là 0963 3 số cuối 369 cho biết, từ nhiều năm qua thì hàng chục hộ dân sống tại khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã phải sống chung với nước thải bởi vì tại đây không có cống thoát nước thải sinh hoạt. Hiện môi trường đang trong tình trạng ô nhiễm nặng vì nguồn nước thải tràn ngập khắp nơi. Một nội dung tích cực về môi trường đã được chương trình phát trong tuần qua được gửi đến từ khán giả Trần Đình Dặm, trú tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Anh Dặm cho biết trước tình hình chuột sinh sản ngày càng nhiều đe dọa đến an toàn sản xuất cho vụ lúa đông xuân 2014-2015 gây thất thu cho nông nghiệp địa phương. Vào những ngày qua thì chính quyền đoàn thể thanh niên và nhân dân xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã phát động phong trào xuống đồng diệt chuột. Đợt phát động này đã thu hút được đông đảo bà con nông dân cùng tham gia. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những đoạn clip này. Bãi rác trên tuyến đường liên xã nối Ngọc Liệp với Liệp Tuyết do lâu ngày không được xử lý nên rác thải sinh hoạt được đổ bừa bãi, chất đống cao, bốc mùi nồng nặc. Để giảm thiểu rác thải tràn ra vệ đường, nhiều người dân đã dùng lửa để đốt bớt. Hành động này vô tình khiến môi trường trong khu vực càng trở nên ô nhiễm nặng nề hơn. Những cụm rác bốc khói và mùi suế nghi ngút khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi phóng nhanh. Bãi rác này không chỉ nằm chình ình trên đường mà còn kéo dài dọc theo con sông, khiến nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm. Bơm nước thải từ nhà ra đường hay phải đào hố sâu trong nhà để trữ nước thải một cách bất đắc dĩ. Đó là cách làm thường xuyên của nhiều gia đình sống tại hẻm 165, đường Phan Văn Hớn, khu phố 5. Phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh phải làm hơn chục năm nay. Đào làm đường thì mười mấy năm rồi mà cống không có. Mười mấy năm nay rồi dân chứ ở đây thì nhà trọ chứ thì đông lắm. Thành ra không có hầm nước chảy nó cứ ra ngoài đường. Trời mưa thì nó còn theo nước nó chảy đi chứ trời nắng là nó đọng lại. Hỏng thành ra hôi thối rồi muỗi nó... Thành ra lúc nhà tôi lúc nào có con nít với tôi già rồi nữa. Thành lúc nào phải đóng cửa, không dám mở cửa ra nữa. Sợ cháu nó bị bệnh á, mấy đứa nhà con nít mới sanh nữa chú, mà bao nhiêu đứa luôn, thành ra không có lúc nào mà dám mở cửa ra cả. Giờ chú nhà nào cũng vậy hết, chú phải một mình á, chú ở nhà tôi có mình gia đình tôi thôi, mà mấy cái nhà trọ chú còn nhiều lắm, những phòng trọ chú còn chứa hầm nào mà cho hết nước rồi, thành ra phải chạy ra đường. Đấy đường thì dân tao kêu, dân tao kêu cứ mà đi họp thì người ta cũng bao nhiêu người đi thưa đi rước khu phố mà chẳng làm được, thì khu phố bảo bây giờ làm hết nhiều tiền quá. Nguyên nhân được xác định là cả tuyến đường sau khi thi công lại không có cống thoát nước thải, khiến cho nguồn nước thải sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân sinh sống nơi đây không có chỗ thoát nước. Rác nước thải sinh hoạt của hơn 65 hộ dân không có lối thoát trộn lẫn vào nhau, tạo thành vũng nước đen ngòm, ứ đọng gây ngập úng kéo dài, bốc mùi hôi thối. Những ngày qua, cánh đồng xã Canh Hòa, huyện Vân Canh như rộn ràng hẳn lên bởi có đến hàng chục nông dân cùng tham gia xuống đồng diệt chuột. Theo kinh nghiệm, chuột thường đào hang tại những khu vực cao có cây cỏ rậm rạp nên người dân đã mất rất nhiều công sức để phát quang các bụi rậm. Khắp cánh đồng, người đào hang,
người thì xách nước, hun khói đặt bẫy ở các lối đi, hang ổ mà chuột thường qua lại cắn phá. Đồng thời đào và phá bỏ các ụ mối nơi chuột thường trú ngụ. Với hơn 20 hectare ruộng, 300 con chuột lớn nhỏ đã bị tiêu diệt trong đợt ra quân này. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số clip phản ánh về giao thông. Khán giả Thanh Vân có số điện thoại là 0167 3 số cuối 278 đã gửi tới chương trình những hình ảnh về một con đường đau khổ bị ô nhiễm bởi bụi. Đó là đoạn đường nối với thôn Tân Dân, xã Văn Nhuệ với thôn Đa Lộc, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Đường ở đây đã được sửa chữa khá nhiều lần nhưng mà chất lượng thi công không đảm bảo. Mặt đường gồ ghề, đá bị chóc hết lên, có những chỗ thì bị sụt lún nghiêm trọng. Thưa quý vị, Đắk Lắk là đầu mối giao thông của các tỉnh Tây Nguyên kết nối khu vực miền Trung và Đông Nam Bộ, nhưng hoạt động vận tải hành khách hết sức lộn xộn. Đặc biệt, nạn xe dù bến cóc tràn lan, lộng hành khắp nơi nhưng vẫn không bị cơ quan chức năng xử lý. Đó là những gì mà khán giả Phú Tô có số điện thoại là 0917 3 số cuối 880 đã ghi nhận được tại bến xe liên tỉnh Đắk Lắk. Khán giả này cũng đã quay lại một số hình ảnh và gửi tới phản ánh cùng chương trình. Một thông tin vui đối với những người dân sống trên địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là ở các huyện miền núi Hương Sơn và Hương Khê. Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho nhân dân, từ ngày 16 tháng 1 năm 2015, Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh đã chính thức khai trương khai thác các tuyến xe buýt từ thành phố Hà Tĩnh đến thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh và ngược lại, với số lượng là 16 đầu xe đời mới, hoạt động từ 5 giờ đến 18 giờ hàng ngày, bình quân là 20 phút có một chuyến. Theo thông tin mà khán giả Hồ Thanh Tân có số điện thoại là 0982 3 số cuối 445 cung cấp cho chương trình, thì trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tuyến xe buýt như vậy phục vụ cho người dân tại địa phương. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ngày qua thì người dân đi qua đường Lê Thành Tôn, đoạn trước Ủy ban Nhân dân thành phố rất thích thú với hình ảnh một robot đứng ngoài hàng rào công trình để hướng dẫn giao thông. Robot này có nhiệm vụ điều tiết giao thông, thay thế các bảng hiệu khô cứng. Rất nhiều người dân đã tán thành ý tưởng sáng tạo này. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh về chú robot thú vị này qua clip chia sẻ của khán giả Minh Thiên, trú tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tới chương trình trong tuần vừa qua và cùng với đó sẽ là những đoạn clip phản ánh về giao thông đáng chú ý khác. Đoạn đường dài chỉ khoảng 3 km nhưng có tới hàng trăm ổ gà lớn nhỏ nối tiếp nhau. Có những đoạn sống trầu gồ ghề. Đường bị kết nối một cách qua loa, chỗ cao, chỗ trũng, rất khó đi. Mỗi khi những chiếc xe đi qua đều để lại những luồng bụi mù mịt, ảnh hưởng đến tầm quan sát của người tham gia giao thông. Đây là tuyến đường nối hai tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, nên vào ban đêm, những chiếc xe trọng tải lớn vẫn bất chấp lưu thông trên đoạn đường này, khiến tình trạng xuống cấp ngày càng trầm trọng. Ngay từ sáng sớm, trước cổng bến xe liên tỉnh Đắk Lắk đã xuất hiện rất nhiều xe khách ngang nhiên tập kết thành hàng dài, rồi đi tới đi lui để bắt khách dọc đường. Cùng với đó là các nhóm cò mồi ẩn nấp trong những lều quán. Khi có khách là đua nhau lôi kéo giành giật, gây náo loạn trước cổng bến xe. Xe dù hoạt động theo kiểu trục giật, gây mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự.
Bên cạnh đó, có rất nhiều bến cóc được mọc lên do các nhà xe lập trái phép, tự bán vé và xếp khách tại nhà riêng hoặc tại trụ sở công ty. Tại đây, nhiều xe khách ngang nhiên đậu đỗ dưới lòng đường và lấn chiếm hết vỉa hè, tự do đón trả khách. Các nhà xe này còn lợi dụng chở thêm hàng hóa với số lượng lớn, rồi lấn chiếm lòng lề đường. Thậm chí vừa chở hàng hóa vừa tổ chức bán vé, nhồi nhét khách ngay tại căn nhà chật hẹp. Dự kiến ngày 20 tháng 1, công ty cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh sẽ cho khai thác tiếp tuyến xe buýt thành phố Hà Tĩnh đi thị trấn Hương Khê với số lượng 12 đầu xe. Còn trong sáng ngày 19 tháng 1, công ty cổ phần vận tải Thọ Lam cũng chính thức khai trương tuyến xe buýt Hương Sơn đi thành phố Hà Tĩnh và Hương Sơn đi thành phố Vinh, Nghệ An với số lượng 15 đầu xe. Như vậy từ nay, nhân dân hai huyện miền núi Hương Sơn và Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh không phải lo lắng chuyện đi lại bị nhồi nhét, chặt chém hay cò mồi như trước đây nữa. Vừa qua tại giao lộ Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ, quận 1, xuất hiện một robot với hình nộm một công nhân chạy bằng điện, có chiều cao lên đến 2,1 mét. Robot liên tục cầm gậy, phất cờ lên xuống để cảnh báo người đi đường phía trước có công trường đang thi công. Robot có nhiệm vụ phân luồng giao thông giữa người đi bộ và ô tô, xe máy. Theo đó, người đi bộ sẽ đi gần sát với hàng rào công trình về bên phải của tay cầm lá cờ đỏ sao vàng. Còn các phương tiện ô tô và xe máy đi theo hướng dẫn của tay cầm tín hiệu điện tử. Rất nhiều người hiếu kỳ, trong đó có cả du khách nước ngoài, đã dừng lại và chụp hình chung với robot thân thiện này. Chuyển sang một số clip đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong tuần qua, chương trình Góc nhìn khán giả của chúng tôi đã nhận được khá nhiều clip của khán giả từ khắp cả nước chia sẻ về những thông tin hoạt động của người dân trong thời điểm cận Tết hiện nay. Do ảnh hưởng của thời tiết thì năm nay người dân ở các làng hoa khu vực phía Bắc đều đang phải đối mặt với nguy cơ mất mùa trong dịp Tết. Trong khi ở Mê Linh, Hà Nội thì hoa trổ muộn, nguy cơ là không kịp nở vào dịp Tết, thì người dân tại làng hoa Tây Tịu lại đứng ngồi không yên khi mà hoa nở sớm lại mất giá. Khán giả Phạm Quỳnh Thương có số điện thoại là 0913 3 số cuối 142 cho biết, những ngày qua người dân tại đây không mấy mặn mà với việc thu hoạch, nhiều chủ vườn đã phải cắt hoa vứt đi. Còn khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại là 0912 3 số cuối 786 lại chia sẻ một tin vui, đó là từ nhiều năm nay thì đồng bào dân tộc Rackley tại xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa hầu hết đã thoát nghèo nhờ vào chăn nuôi dê. Bình quân mỗi hộ chăn nuôi từ vài ba con đến vài chục con. Nhiều hộ khá đã có cả đàn dê với trên hàng trăm con. Theo anh Toàn, có một điểm thú vị trong câu chuyện này, đó là năm tới cũng chính là năm con dê, tức là năm Ất Mùi. Một clip đáng chú ý khác cũng đã được phát sóng trong chương trình tuần qua của khán giả Nguyễn Huyền Trang có số điện thoại là 0989 3 số cuối 455. Trong clip của mình thì khán giả Huyền Trang đã dẫn dắt chúng ta cùng ghé thăm căn biệt thự cổ trên đường Nguyễn Thượng Hiền, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để có thể chiêm ngưỡng bộ sưu tập búp bê bằng len độc đáo được làm rất kỳ công bởi nghệ nhân nổi tiếng Hiền Thục, cũng là cựu phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Thị Thục. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những đoạn clip này. Khoảng gần một tháng nữa,
vụ hoa Tết Nguyên đán 2015 mới vào chính vụ. Nhưng hiện tại, hoa tươi của làng hoa Tây Tiệu, Từ Liêm, Hà Nội đã nở sớm, nhất là loại hoa cúc. Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng kéo dài, lại ít mưa. Những ngày gần đây, hoa rẻ đến nỗi người dân không buồn bán. Mọi năm vào thời điểm này, người dân Tây Tiệu thu hoạch hoa cúc bán dần cho đến Tết mà giá cả lại cao, rẻ nhất cũng hơn 1.000 đồng một bông. Có khi đến gần chục nghìn một bông nếu bán lẻ. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, hoa cúc vàng loại đẹp có giá bán lẻ là 200 đồng một bông. Loại xấu chỉ 100 đồng một bông. Còn nếu bán buôn, giá còn rẻ hơn nhiều, chỉ 10.000 đồng một bó cúc 70 bông. Không chỉ riêng hoa cúc, việc hoa được mùa nhưng mất giá đang trở thành nỗi ám ảnh chung của người dân Tây Tiệu, bởi tất cả các loại hoa đều xuống giá nghiêm trọng. Thiệt hại nặng nhất là những hộ trồng cúc trắng. Khoảng một tháng nay, hoa cúc trắng đã nở rộ nhưng lại không có khách hỏi mua. Nhiều chủ vườn đã phải cắt hoa vứt đi. Những ngày cận Tết Ất Mùi, đồng bào dân tộc của xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh luôn bận rộn với việc chăn thả dê ra đồng để ăn cỏ và các loại cây dại. Do là vùng đất rộng người thưa với những đồi núi bạt ngàn nên rất thích hợp đối với việc chăn nuôi dê. Hộ còn khó khăn thì chăn nuôi từ vài ba con đến vài chục con, hộ khá thì có cả đàn dê hàng trăm con, hầu như hộ nào cũng có dê để nuôi. Từ những cánh đồng cỏ đến những đường thôn, ngõ làng, trong xã, đi đâu cũng đều bắt gặp những chú dê. Dù giá thị trường luôn không ổn định, nhưng hiện nay giá mỗi kg thịt dê bán ra cho đầu mối là 90.000 đồng, cao hơn so với thời gian trước, nên người nuôi dê tại đây hy vọng sẽ đón cái Tết Ất Mùi sắp đến được no đủ. Con nuôi là một con xong rồi á, là đê là một lứa là hai con, là hai mẹ thì bốn con. Một con là 30 kg dê được nha, còn dê cái thì 20 mấy kg. Nuôi dê cho nhiều ăn Tết như vậy cho nó mạnh khỏe, cho nó nuôi ăn Tết cho nó tốt như vậy. Sau 15 năm miệt mài nghiên cứu, nghệ nhân Nguyễn Thị Thục đã cho ra đời bộ sưu tập búp bê len mặc trang phục của 54 dân tộc anh em, gồm 108 con búp bê. Điều đáng nói là 108 con búp bê này được bà móc hoàn toàn bằng tay. Từng họa tiết trên trang phục của chúng đều chính xác, giống như các bộ trang phục của các dân tộc bên ngoài và được thu nhỏ theo tỷ lệ. Không những thế, búp bê của bà Thục còn thể hiện sự khác nhau về cả nước da của mỗi dân tộc. Mỗi một dân tộc sẽ gồm một búp bê nam, một búp bê nữ, mặc trang phục thường nhật nhất của dân tộc mình. Ngoài ra, bộ sưu tập của nghệ nhân Hiền Thục còn có hàng trăm búp bê len với hình những con thú ngộ nghĩnh như mèo, rùa, gấu, thỏ. Dù nay mái tóc đã điểm trắng, nhưng sự tâm huyết, hăng say ở người phụ nữ này không hề giảm. Nói về dự định trong tương lai, ngoài mong muốn truyền lại kỹ năng làm búp bê để tiếp tục xây dựng thành một sản phẩm văn hóa độc đáo riêng của Đà Lạt, nghệ nhân Nguyễn Thị Thục còn ước mơ có một không gian đủ lớn để tái hiện không gian sống của 54 dân tộc một cách sinh động và gần gũi nhất. Có như vậy, trong tương lai, ngoài tận hưởng không khí trong lành,
du khách có thể khám phá nét đặc trưng của các dân tộc anh em qua vẻ đẹp tinh tế từ những búp bê len ở Đà Lạt. Thưa quý vị, mới đây chương trình Góc nhìn khán giả nhận được một phản hồi tích cực từ khán giả Hồ Thanh Tân có địa chỉ tại khối 9 thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh, chủ nhân của số điện thoại 0982 3 số cuối 445. Anh Tân cho biết sau khi chương trình phát sóng phản ánh về tình trạng xuống cấp một số hạng mục trong sân trường và con đường lầy lội vào trường tiểu học Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đến hôm nay, được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành liên quan, các hạng mục hư hỏng đã được sửa chữa. Cụ thể, đoạn đường dài 300m đã được bê tông hóa hoàn toàn, rộng 3,5m, dài 20cm, có đầy đủ hệ thống mương thoát nước. Có được đoạn đường mới này, thầy cô giáo cũng như các em học sinh và phụ huynh trường tiểu học Đại Kim, xã Sơn Kim 1 vô cùng phấn khởi. Từ nay trở đi, họ sẽ không còn phải đến trường trên đoạn đường lầy lội về mùa mưa và bụi mù mịt về mùa nắng nữa. Qua đây, khán giả Hồ Thanh Tân thay mặt cho người dân xã Sơn Kim 1 gửi lời cảm ơn tới chương trình và chính quyền địa phương cùng với các ban ngành liên quan đã quan tâm và sớm vào cuộc, tiến hành tu sửa để thầy trò trường tiểu học Đại Kim có thể yên tâm dạy và học. Thưa quý vị, trong tuần qua, chương trình Góc nhìn khán giả đã tiến hành trao thưởng cho khán giả Lê Thị Thanh Vân từ số điện thoại là 0167 3 số cuối 278, người đã gửi clip sinh viên thủ đô hào hứng tham gia dự án đổi phế liệu lấy cây xanh tới chương trình và may mắn nhận được giải thưởng là chiếc đầu thu kỹ thuật số HD05i. Chia sẻ với chương trình, khán giả Thanh Vân cho biết, cũng là một sinh viên nên là bạn rất mong muốn được chia sẻ những hoạt động có ý nghĩa của mình và bạn bè tới khán giả truyền hình cả nước. Dự án đổi phế liệu lấy cây xanh chỉ là một trong số rất nhiều các hoạt động sôi nổi, thiết thực của các bạn sinh viên Trường Học viện Tài chính Hà Nội nói riêng và sinh viên cả nước nói chung. Vân còn chia sẻ, bạn cảm thấy rất may mắn khi clip của mình được chọn và phát sóng trong chương trình. Càng vui mừng và phấn khởi hơn khi mà biết clip này được bình chọn là clip xuất sắc nhất tuần, nhận được phần quà có giá trị từ chương trình Góc nhìn khán giả. Khán giả Thanh Vân hy vọng clip của mình sau khi phát sóng sẽ lan tỏa nhiệt huyết đến các bạn trẻ trên khắp cả nước, cùng tích cực tham gia vào các hoạt động góp ích cho xã hội. Đồng thời, hy vọng sẽ có nhiều bạn sinh viên cộng tác với chương trình Góc nhìn khán giả cũng sẽ có may mắn trúng thưởng giống như Vân. Còn bây giờ sẽ là phần công bố clip trúng thưởng tuần này của chương trình. Thưa quý vị, đó là clip Quảng Trị xe quá tải né chạm cân cày nát đường làng của khán giả Bùi Ngọc Vũ, chủ nhân của số điện thoại 0166 3 số cuối 861. Phần thưởng sẽ được chuyển đến khán giả Bùi Ngọc Vũ trong tuần tới. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại clip đặc sắc này. Những hình ảnh trong đoạn clip này được khán giả Bùi Ngọc Vũ thực hiện từ 19 giờ tối ngày 20 tháng 1 đến khoảng 5 giờ sáng ngày 21 tháng 1. Các tài xế xe quá tải thường điều khiển xe cách trạm cân chừng 300m thì tắt đèn. Chạy 100m trong bóng tối, sau đó rẽ vào con đường dân sinh của thôn Tân Trang đi vào thôn Phương Cội của xã Cam Thành. Khi tắt đèn rẽ vào đường dân sinh, với tâm lý lo sợ bị cảnh sát giao thông bắt, nên cánh tài xế thường cua gấp, lao nhanh vào sâu chừng 20m mới bật đèn, tăng ga để vượt qua đoạn đường đã bị cày nát, có chỗ lún sâu đến nửa mét. Sau khi chạy vào đường dân sinh, chạy chừng 2km thì lại vòng ra quốc lộ 9, né chạm cân nằm ở giữa đoạn đường này. Việc xe quá tải chạy vào đường dân sinh đã làm đường bị hư hỏng nặng nề.
và hàng ngày người dân địa phương phải lưu thông trên tuyến đường đã bị băm nát như thế này. Hầu hết các con đường đều bị lún sâu, có nơi lên đến nửa mét. Theo Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Cam Lộ cho biết, các con đường bị xe quá tải cày nát được đầu tư từ 5 đến 20 tỷ đồng, mới đưa vào sử dụng chưa đến một năm. Hơn nữa, xe quá tải chạy vào làng gầm rú suốt ngày đêm ảnh hưởng đến sinh hoạt, quấy rối giấc ngủ của người dân. Đặc biệt đối với những gia đình có con nhỏ thì không đêm nào được yên giấc vì tiếng động của chúng khiến trẻ em hoảng sợ, khóc suốt đêm. Quý vị và các bạn cũng có thể là người tiếp theo may mắn giành được giải thưởng là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD05i nếu như chia sẻ cùng chúng tôi những clip hay đặc sắc và mới lạ. Tới đây thì chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin hình ảnh clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình Góc nhìn khán giả, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay gửi thư đến địa chỉ email của chương trình, đó là gocnhinkhanza@vtc.gov.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc đó là 0904 88 1414. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.